chào cả nhà nha. Đầu video Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, anh chị em và cô bác trên mọi miền đang xem cái video của Tâm á. Thì hôm nay Tâm có đi thăm 12 cửa ngục của cả nhà. Thì ở trong cái rừng này phía sau lưng Tâm nè, là Tâm đặt được mới có hai cái à. Tại có một mình Tâm á, Tâm chui vô đặt nó mệt lắm. Bữa nay mới hâm được có hai cái, không biết tình hình sẽ ra sao. Đây là cửa đầu tiên của Tâm luôn. Giờ Tâm mời cả nhà cùng theo Tâm đi thăm 12 cửa ngục bữa nay nha. Đây là rừng không cả nhà, có một mình chui trong đây. Cây có cây nào cây nấy bự không à. Chung qua bên đây để Tâm nhảy qua bên kia cái cả nhà, qua cái mương cái. Ây da, dướng à. Đây có cái mấy cái trái gì nè cả nhà thấy không? Giống như lũng đỉnh hay cái gì. Mùa u á. Đây. Cái đầu tiên của Tâm. Nước này trong ghê không cả nhà. Ê. Không tới rồi. Để Tâm dựng cái máy. Này Tâm phải dựng cái máy Tâm lội xuống rồi cả nhà. Bất tiện. Đây nó có đĩa cả nhà. Mới đi có xíu chảy mồ hôi. Tạo gỗ vô mảnh cả trời. Tạo gỗ hai con luôn. Nè, thành công rồi, thành công rồi. Tạo hai con lươn bự ra cả nhà. Sao ta? Từ từ. Hai con rồi. Hai con lươn đây rồi. Lên nó đi. Lên nó đi em. Từ từ. Qua đây trước. Đầu này được hai cái trời lai cả nhà ơi. Hai cái trời lai. Thành công rồi, thành công rồi. Trời ơi, chết rắn bự ơi cả nhà ơi. Hai con lươn, mấy con cá lai với lại hai con rắn, với là một con rắn mà nó chết rồi, con rắn nó chết cũng ghê luôn. Quá ngon rồi. Rồi cả nhà. Thành công rồi. Đây là con lươn đầu tiên Tâm bắt rồi nè. Hai con luôn. Quá ngon. Lên.
tắm đây. Đây, cho nó lên đây đi. Đây cả nhà. Hàng khủng nè. Lần đầu tiên bắt được rồi, có chính tay mình bắt rồi. Quá ngon, quá đẹp luôn. Mệt ghê. Mới lội qua chút xíu. Rồi chết hẳn gì kìa. Tàu ủ. Thấy chưa, hai con cả nhà ơi, còn sao bự hơn nữa nè. Đó. Ui. À. Ồ. Quá ngon. Ồ, lươn đá kìa. Cho ngày vô đi. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Một tài khó bắt. Tức ghê ta. Một em. Đây nữa. Hai con này quá đã rồi. Trên ký luôn rồi cả nhà ơi, con này bự hơn nữa nè. Nè. Mời không? Bài. Đâu? Chạy đâu nữa không biết nữa. Vô. Rồi. Ở trong đây tạm thời ở trong đây đi. Xíu nữa cho nước cho nồi được. Còn con cái sặc. Chút nữa tâm xuống nè cả nhà. Nhà thấy không, nó vô rắn vừa bự ghê, nó chết trong đây nè. Nè hù ù, cái dãy nó bự lắm đó. Nè dãy nó bự ghê luôn. Đầu này thì được 2 cây like với con 2 con cá sặc. Cua, cua chạy kìa. Cho trở lại vô. Đây còn nữa. Vô. Rồi, để tôi mà đặt lại cái cả nhà. Chết, chết rắn. Ừ, thịt đủ nằm. Để y nguyên vậy luôn, luôn nó vô. Hèn gì đúng rồi. Nhưng con rắn nó chết như nè, cái nó sình lên lương nó vô cả nhà. Mới múc nước vô cho nó cả nhà. Xong xuống đặt lại rồi. Em mày ghê không? Này bự nhất nè. Đầu dính rác nè. Ừ, ơi, con này là con vừa vừa nè. Ngon quá cả nhà ơi. Mày ghê không? Lần đầu tiên Tâm đặt cửa ngục mà trúng được lươn nè cả nhà. Đây là con đầu tiên mà Tâm bắt luôn á. Còn Tâm câu thì có lần câu cũng con bự lắm, con 8 lạng. Còn đợt này là 7 cửa ngục mà nè, đó lần đầu tiên dính. Quá đã luôn. Con rắn nó chết á. Con rắn nó chết vô cho cặp lươn to cuồng. Rồi, tiếp tục nữa. Đó, Tâm mới đặt lại rồi kìa. Giờ phải cái kế tiếp nữa cả nhà. Quá đã rồi. Mới con cái nặng thùng luôn. Vô bánh này cả nhà ơi. Hy vọng cái này coi. Cái này nằm trong đây ngon lắm.
hơi khó đi. Nhà thấy không, xung quanh tâm là rừng không à. Dòm có ông mạc không mà không thấy. Đặt riết muốn quên đường luôn. Ê, thật rắn mối hết hồn. Tới rồi cả nhà ơi. Đó, nhúc nhích rồi kìa. Nước chảy sao cong cong quẹo quẹo hết rồi ta. Làm con coi. Ủa, kỳ á. Ờ, cua cả nhà ơi nè. Hang cua. Ok, cua để im nguyên đi. Tập con cái vỏ ra. Đây, hay vậy chứ nó lúng ghê lắm. Sầu tới đầu lên luôn. Tại tâm gác mấy cái cây dưới cái tâm đi á cả nhà. Không có rồi. Trời ơi, cái này ngon ghê mà không có luôn ta. Hang cua à. Thấy địa hình ngon kìa. Nước ở trong đầm lầy nó chảy ra. Đó, cả nhà, trong mấy cái gốc này nè. Lương bự lắm. Cái này tầm bữa tầm có bỏ mấy con cá chết vô á. Chờ nó dính. Cá ăn móng đó kìa. Chờ nó dính mà chưa thấy nó dính. Để tập mà sửa nó lại cái. Cái này hâm được có hai cái rồi cả nhà. Bởi vì tâm đi của mình không có đặt được nhiều á. Chung vô lúc tỉ trong gần đặt được có hai cái à. Giờ tâm về trên đường về tâm ghé chú Út luôn. Hai con lươn này chắc về cho chú luôn cả nhà. Chắc về cho chú Út luôn á. Giờ mời cả nhà cùng theo tâm nha. Có quà cho Út nè. Đâu? Đây. Út thêm cái coi. Có quà cho Út nè. Đạt mới ra hả anh Đạt? Ừ, mới ra. Dạ. Út đang sửa máy hay gì không? Đang sửa cái bếp dầu cho ta. Ừ, cái hồng bơi nè. Cái hồng bơi cũng được nè. Nè nè, cái hồng bơi nè. Ồ, ồ, cả nhà ồ. Quá đã. Ừ, cho vô hao quá được á. Út ơi, hàng VIP nữa. Thăm cái đầu tiên mà nó vô vậy đâu. Đâu. Đừng có cái thật nữa. Đã không? Hàng VIP không ơi. Coi. Đó. Ê, con cá trê nữa. Coi chừng nước tay nha. Ô, ô, ô. Con này mới ngon nè Út, nó bự ghê không? Ừ. Hai hang trê lai. Ừ. Có trê nước, dân nước cái miệng con luôn rồi. Rồi, tại cá trê nó dễ mà. Tay lúc dầu không mà không bắt được đâu. Út đang sửa máy tay dầu không hả? À? Ừ. Hồi nãy biết sao mà Út cái đầu tiên á, cái có con rắn nó vô nó chết trống á. Nó chết trống luôn, cái con vô dở lên hang luôn nè. Thấy mê không? Ừ. Ừ, hai con này chắc cỡ ký mấy không? Ờ, con này lớn hơn. Nè, con này bự nè. Mà con này chắc con trai nó trống quá. Nó mập mà. Cặp luôn hả? Con này chắc con trống quá. Ừ, cả nhà. Con mình vàng à. Vàng ghê không nè, lương đồng nó vàng nè. Nè, đó. Mùa này như mùa nó đẻ không? Ừ, mùa này mùa luôn đẻ mà. Tại mấy bữa con câu á đụng trứng đâu á. Hai con này trống hết chứ không phải mái đâu. Gì kỳ vậy?
con này mập luôn nè, đúng rồi. Ừ, vậy là này hai con trống luôn nè. Nhà máy nái nó trùng hàng hết rồi. Biết sao? Giờ khi nghe nó nghe cái mùi của con rắn chết á. Đúng rồi. Không biết rắn gì nữa, thấy dãy bự lắm. Rồi, ừ. Con để lại chốt nha. Ừ. Chứ còn giờ con đem về cũng đâu biết làm gì đâu. Rồi. Đó, đã vô quá. Rồi. Út coi ai mua kính tiền cà phê nhau. Rồi. Dạ. Thôi chắc Tâm xin ngưng cái video tại đây luôn cả nhà. Thì kết quả bữa nay là được hai con lươn ngon quá, còn hai con cá trê đó là hai cá trê lai á cũng không có ngon mấy. Nếu mà cá trê vàng mới ngon. Thì lươn đó Tâm để lại cho Út cả nhà. Chứ giờ Tâm đem về nhà Tâm cũng không biết làm gì. Thôi để lại cho Út kiếm tiền cà phê. Thôi Tâm xin hẹn mọi người lại video sau nha. Tâm cảm ơn tất cả các bạn, anh chị em, cô bác đã xem video của Tâm. Chào cả nhà.